trở lại với Trần Văn Hóng Vlog, và hôm nay tiếp tục một cái series về review các sản phẩm từ Lazada. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một cái sản phẩm nữa từ Lazada, đó chính là chiếc đồng hồ IZL mã là 271. Nếu các bạn là một người yêu thích đồng hồ thì có rất nhiều cái mã đồng hồ giá rẻ ở trên Lazada có thể cho các bạn chọn lựa. Và hôm nay mình chọn một chiếc đồng hồ rất lung linh ở trên Lazada. Cái link mình mua mình sẽ gửi ở dưới phần mô tả video. Đây chính là cái sản phẩm mà Lazada gửi cho mình. Các bạn thấy đây là đồng hồ nam dây inox không gỉ IZL271 màu bạc. Với mức giá rất là ưu đãi, đó chỉ có 35.000 thôi, cả tiền ship. Và ngay bây giờ mình sẽ mở cái sản phẩm ra để cho chúng ta cùng review nhé. Ok, thì cũng giống như các mặt hàng khác từ Lazada thì cái sản phẩm này mình nhận được từ Lazada Express và họ đóng rất là cẩn thận, cho mùi vuông rất đẹp. Ok, ngay bây giờ mình sẽ mở luôn. Không có phiếu bảo hành hay là có một cái voucher nào cả thì đơn giản vì sản phẩm này không có bảo hành cả. Túi này bóp rất là thích, mình rất thích bóp cái này. Ok, đây chính là sản phẩm đồng hồ IZL271. Các bạn nhìn thấy nó rất là lung linh, rất giống cái hình ảnh ở trên site. Ok, đây chính là chiếc đồng hồ IZL271, mình sẽ mở ra nha. Không có bọc biết là chỉ có một chiếc túi giống chiếc túi kéo thôi. Đây chính là chiếc đồng hồ IZL271 mà chắc là rất nhiều người mong đợi đây. Giá có 30.000 đồng, chính xác là 35k. Đây chính là cái mặt trước của nó này. Dây inox này. Thì nó bọc một chiếc túi ni lông cho để chống xước. Mặt này cũng vậy này. Đây dây inox hoàn toàn nha các bạn nha. Cái mặt sau của nó, các bạn thấy là nó bám khá nhiều bụi ở bên tay này. Ui, phần này có vẻ như đã dùng rồi. Và không hề có cái gọi là water resistant, tức là chịu nước đâu nhá. Cái này thì không hề chống nước, ở nước thì nó sẽ ăn các cái kẽ này và chết ngay. Mặt sau thì không có gì cả. Mình sẽ đeo thử vào tay. Rất đẹp. Và giống như các chiếc đồng hồ khác thì dây khá là rộng. Các thứ dây nó cách gần một. Cái này chắc chắn phải cắt mắt à. Dây rộng này các bạn. Ok, mình sẽ đi mặt trước cho các bạn xem. Cái mặt trước của đồng hồ IZL271 thì nó có, mà nhìn nghiêng nghiêng nó sẽ thấy có cái màu ánh tím tím ấy này, ánh màu xanh. Thì trong cái panel của nó chỉ có 3 kim thôi. Phút, giây, à giờ, phút và giây. Ngoài ra cái viên nó có cái phần từ 60 này, 120 này, 90, sẽ 90 ở đây nhỉ? Mình không biết là như nào luôn. Có thể là tachimetre là cái gì nhỉ? Đồng hồ này thì có 3 nút, chính xác 3 nút này. Mà nút này thì là nút flex thôi. Đây là nút kiểu như là khuôn của nó thôi, không hề có tác dụng cả. Cái này cũng tương tự này, chỉ có một nút chỉnh giờ ở đây. Thì mình sẽ kéo này ra và chỉnh giờ. Đấy. Ở giữa các bạn nhìn thấy nó có sẽ chữ là FHD. Các bạn nhìn được không? Chỉ nên nét đoạn này nhé. Chữ FHD này. Nó chỉnh giờ đây. Cái này không chỉnh được giây hay là ngày tháng cả. Mà nó cũng không có cái phần để chỉnh ngày tháng luôn. Nút này rất giả này. Các bạn thấy cái diềm của nó này,
khiến chiếc đồng hồ nó sẽ giống chiếc đồng hồ cuộc chơi nhiều hơn, mặc dù cái dây của nó rất đẹp. Công nhận điều là cái dây inox thì rất là đẹp, sáng bóng này, nhưng bóc đi đâu người ra cái này nó còn sáng lung linh nữa. Và một điều nữa đó chính là cái phần dây, thì cái dây này mình đã không hiểu là cắt kiểu gì đây. Nó không hề có các cái mắt để đục, để tháo. Vậy tháo dây thì như thế nào nhỉ? Mình chưa biết tháo dây con này. Lẽ phải bóc thử cái phần ni lông ra thì mới có thể thay được dây chăng? Nhìn thì đẹp đấy, nhưng mà có cái nhược điểm nó chính là cái mặt nó hơi dại vậy. Đấy nhá, các bạn để ý nó sẽ có ba cái vòng, ba cái biểu tượng đồng hồ tròn đây này, giữa này. Thực ra ba biểu tượng nó không hề chạy, nó chỉ là cái gọi là cái phông nền thôi. Và để ý kỹ là ba cái phông nó chỉ là cái hình ảnh nó in trên cái mặt đấy thôi, chứ không phải là ba cái phần đo có thể chạy được. Và cái phần nữa là cái phần cắt mắt để thay dây thì đang không biết làm như nào đây. Mình sẽ bóc thử cái phần này ra xem nào. Ok, bóc phần ni lông rồi. Phần mắt này đang không biết là tháo ra thay kiểu gì. Mình cũng chưa hiểu được cái nó cắt mắt kiểu gì đây. Đây có một điểm nữa đây, bạn nhìn thấy phần này nó mót rồi này, chưa tháo ra đã bung rồi. Khả năng là phải bẫy cái dây chăng. Ok, sau một hồi loay hoay tìm cách để cắt cái mắt của cái thằng IZT271 này thì cũng thật sự là mình cũng chưa tìm ra cách để cắt được cái dây này. Thì có lẽ là sẽ hẹn gặp lại các bạn trong một cái clip sắp tới hướng dẫn cắt dây của IZT271. Ok, trên đây là cái phần review nhanh về cái sản phẩm đồng hồ IZT271 giá rẻ của Lazada. Nếu thấy clip hay ý nghĩa thì các bạn nhớ like và subscribe kênh ủng hộ mình và chờ đón các clip review tiếp theo các sản phẩm từ Lazada. Xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.